Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ đẻ trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Khi một người nam mới cưới vợ thì chớ đi đánh giặc và chớ bắt người gánh công việc chi. Ngươi sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới. Chớ chịu cầm cái thớ cối dưới hay là trên, vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Israel và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử. Ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy. Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi. Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi ngươi cho kẻ lân cận mướn một vật chi, chớ vào nhà người đặng lãnh lấy của cầm người, phải đứng ở ngoài. Người mà mình cho mướn đó sẽ đem của cầm ra ngoài đưa cho. Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ. Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ, có áo sống đắp và chúc phước cho người. Ấy sẽ kể cho người là công bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Người chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành người. Phải phát công giá cho người nổi trong ngày đó trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội. Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội thì phải giết người nấy. Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi, và chớ chịu cầm áo sống của người quá bụa. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó, cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm giá lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm giá ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Khi ngươi rung cây olive mình, chớ mót những trái sót trên nhánh. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khi ngươi hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khá nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai Cập. Bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Chương 25. Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình và lên án kẻ có tội. Nhược bằng kẻ có tội đáng bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình, số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm. Quan án khiến đánh đòn người đến 40, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn, thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ý phải ra hèn trước mặt ngươi chăng. Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. Khi anh em ruột ở chung nhau,
có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chết tuyệt khỏi Israel. Ví bằng người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành, tới cùng các trưởng lão mà nói rằng: người anh em chồng tôi không chịu lưu danh anh em người lại trong Israel và không muốn cưới tôi y theo phận sự anh em chồng. Các trưởng lão của thành ấy sẽ gọi người và nói cùng người: nếu người cứ nói rằng tôi không đẹp lòng cưới nàng, thì chị em dâu người sẽ đến gần trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, khạc trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng: người nào không lập lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy. Trong Israel sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày. Khi hai người đánh lộn nhau, nếu vợ có một trong hai người đến gần đặng giải cứu chồng khỏi tay kẻ đánh, và nàng giơ tay nắm nhầm chỗ kín của kẻ ấy, thì ngươi phải chặt tay nàng đi, mắt ngươi chớ thương xót nàng. Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non. Trong nhà ngươi chớ có hai thứ epha, một thứ già và một thứ non. Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có epha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu đuối theo ngươi, trong khi chính mình ngươi mệt mỏi và nhọc nhằn. Vậy khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ Amalek khỏi dưới trời, chớ hề quên. Chương 26. Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở. Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thì đó mà nói rằng: ngày nay, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. Đoạn, thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi, để trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn, ngươi cất tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: tổ phụ tôi là người Aram phiêu lưu, đi xuống xứ Ai Cập kiều ngụ tại đó, số người ít mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập ngược đãi và khắc bức chúng tôi, bắt làm công dịch nhọc nhằn. Bây giờ chúng tôi kêu vang cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Đức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự gian nan lao khổ và sự hà hiếp của chúng tôi, bèn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, và các dấu kỳ phép lạ lớn, đáng kinh khủng, mà rút chúng tôi khỏi xứ Ai Cập, dẫn chúng tôi vào nơi này và ban xứ này cho, tức là xứ đượm sữa và mật. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Đoạn, ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và thờ lại trước mặt Ngài. Rồi ngươi, người Lê-vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của ngươi, sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. Khi ngươi đã thâu xong các thuế 1/10 về huê lợi năm thứ ba là năm thuế 1/10, thì phải cấp thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và cho người quá bụa dùng làm lương thực trong các thành ngươi, và những người ấy sẽ ăn no nê. Rồi ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi cùng người quá bụa, chiếu theo các mạng lệnh mà Ngài đã phán dặn tôi. Tôi không phạm, cũng không quên một mạng lệnh nào của Ngài. Trong lúc tang chế, tôi không ăn đến các vật thánh này. Khi bị ô uế, tôi không đụng đến đó và cũng không vì một người chết mà dùng đến.
tôi vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời tôi và làm y như mọi điều Ngài đã phán dặn tôi. Cầu Chúa từ nơi cơ sở thánh của Ngài trên trời cao, đoái xem và ban phước cho dân Israel của Ngài, cùng đất mà Ngài đã ban cho chúng tôi, tức là xứ đượm sữa và mật này, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng tôi. Ngày nay, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lệnh này. Vậy phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỹ càng. Ngày nay, ngươi hứa nhận Jehovah làm Đức Chúa Trời ngươi đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ điều răn và mạng lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài. Ngày nay, Đức Jehovah đã hứa nhận ngươi là một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và ngươi sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài, để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng và sự tôn trọng trỗi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Chương 27. Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Khi ngươi đã qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, thì phải dựng những bia đá lớn và thoa vôi. Đoạn, khi ngươi đã đi qua sông Giô-đanh vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, tức là xứ đượm sữa và mật y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã hứa cùng ngươi, thì hãy ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp này. Vậy, khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dựng những bia đá này trên núi Ê-ban và thoa vôi y theo lệnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đồ bằng sắt vào nó. Ngươi phải lập bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cũng phải dâng của lễ thù ân, ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy lời luật pháp này và khắc cho thật rõ ràng. Môi-se và những thầy tế lễ về dòng Lê-vi nói cùng cả Israel rằng: Hỡi Israel, hãy nín và nghe. Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Vậy, phải nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Ngày đó, Môi-se cũng truyền cho dân sự lệnh này: Khi các ngươi đi qua sông Giô-đanh rồi, thì Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Issachar, Joseph và Benjamin phải đứng trên núi Garisim đặng chúc phước cho dân sự. Còn Ruben, Gad, A-se, Sa-bu-lôn, Dan và Nep-ta-li phải đứng trên núi Ê-ban đặng rủa sả. Người Lê-vi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam Israel mà rằng: Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm công vại phép chánh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo. Cả dân sự phải đáp: Amen. Thi Thiên 66.
Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời. Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta xiêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi đi qua lửa qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Chương 52. Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có 21 tuổi, trị vì 11 năm tại thành Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi người Líp-na. Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Sê-đê-kia dấy loạn nghịch cùng vua Babylon. Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 đời vua Sê-đê-kia, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đem cả đạo binh mình đi đánh Jerusalem, đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. Thành bị vây mãi đến năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, trong thành bị đói kém lắm, đến nỗi dân của đất này không có bánh nữa. Vách thành bị phá vỡ, hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm, và do cửa ở giữa hai cái vách gần vườn vua mà đi ra. Trong khi người canh đê đang vây thành, thì chúng nó chạy trốn hướng về Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo vua. Khi đã đuổi kịp Sê-đê-kia tại đồng bằng Jericho, thì quân vua chạy tan và bỏ vua lại. Người canh đê bắt vua và dẫn đến cùng vua Babylon tại Ripla, trong đất Hamát. Nơi đó, vua bị vua Babylon xử đoán. Vua Babylon khiến giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan trưởng Giu-đa tại Ripla. Đoạn sai móc mắt Sê-đê-kia, lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylon đem Sê-đê-kia về Babylon, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. Ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 về đời Nebuchadnezzar vua Babylon, thì Nebuchadnezzar, quan đầu thị vệ hầu vua Babylon, vào thành Jerusalem. Người sai đốt nhà Đức Giê-hô-va, cung vua và hết thảy nhà cửa trong thành Jerusalem. Mọi nhà lớn cũng đều phó cho lửa. Rồi cả đạo binh của người canh đê thuộc quyền quan đầu thị vệ phá hết thảy các vách thành chung quanh Jerusalem. Những kẻ rất nghèo trong dân với những kẻ sống sót đang ở trong thành, những kẻ đã hàng đầu vua Babylon và từ trong đám đông sót lại, thì Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ
bắt đem đi làm phu tù hết thảy. Nebuzaradan quan đầu thị vệ, chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất, đặng trồng vườn nho và làm ruộng. Quân canh đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Babylon. Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Còn như hai cột đồng, biển đồng và 12 con bò đồng dùng làm đế nó mà vua Salomon đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, đồng của những đồ ấy thì không thể cân được. Mỗi cột cao 18 thước, yêu vi 12 thước, trong tầm phỏng, dài bằng 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 5 thước. Chung quanh chóp có lưới và trái lựu đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột này cũng có lưới và trái lựu. Bốn bề có 96 trái lựu và hết thảy những trái lựu đặt xung quanh lưới cộng là 100. Quan đầu thị vệ bắt Seraya, thầy tế lễ cả và Sophoni, thầy tế lễ phó cùng ba người giữ cửa đền. Cũng bắt tại trong thành một hoạn quan coi lính chiến, bảy người cận thần của vua ở trong thành, một viên thơ ký của quan chánh lãnh binh coi việc mộ dân trong đất, cùng 60 người dân đất đó gặp tại trong thành. Nebuzaradan, quan đầu thị vệ, đem hết thảy những tù ấy về cho vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon sai đánh và giết họ tại Ribla trong đất Hamat. Ấy vậy người Juda bị điệu đi làm phu tù khỏi đất mình. Này là dân mà Nebuchadnezzar đã đem đi làm phu tù. Năm thứ 7, 3023 người Juda. Năm thứ 18 đời Nebuchadnezzar từ thành Jerusalem bắt đi 832 người. Năm thứ 23 đời vua ấy, Nebuzaradan quan đầu thị vệ đem đi 745 người Juda, hết thảy là 4600 người. Năm thứ 37, sau khi vua Juda là Jehoiakim bị bắt, tức là năm đầu vua Babylon là Evin-Merodach mới lên ngôi, ngày 25 tháng 12, vua này trả lại chức vua cho Jehoiakim vua Juda và đem ra khỏi ngục, lấy lời lành nói với và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Babylon. Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Jehoiakim còn sống bao lâu thì vua Babylon ban đồ cần dùng hằng ngày cho mãi mãi, trọn đời người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.